À, vậy chúng ta sẽ đi về cái trường hợp các bạn để ý, chúng ta sẽ đi về cái trường hợp là sửa ở cái vị trí có nghĩa là các bạn đang bị mất cái điện áp 33 v đây. Với điều kiện đó là trở kháng giảm thì cách sửa đơn giản nhất đó là như sau. À, tìm cho mình cái vị trí điện trở R244 này thì mên điện trở nằm đâu trên mên thì là hoàn toàn do các bạn, mình không thể giúp được các bạn. Các bạn nhìn quanh đây là sẽ có điện trở R244. Hoặc các bạn đặt một que đen hay que đỏ tại chân số 19 que khác các bạn dê gần d những con điện trở gần nhất ở đó các bạn tìm lấy điện trở SR 244 nó thông mạch với chân số 19 thì tương đương với điều kiện nó kêu tò tí te thì xác định rõ cái vị trí điện trở cấp nguồn vào lui cho IO này là điện trở SR 244 để chúng ta loại trừ cái trường hợp là sửa mất cái điện áp 3V3 ở đây chúng ta loại trừ bằng cái trường hợp thì việc đầu tiên các bạn như lúc nãy mình đã nói đó là nhấc bỏ cái điện trở 2,2 ôm này ra sau đó các bạn đo lại đường mạch Xem là trở kháng nó có lên không Nếu trở kháng nó vẫn y nguyên như vậy Thì tương đương với điều kiện là các bạn đang chết Một trong bốn Trong năm con tụ này Hoặc đây Một con tụ nào đó của bạn đang bị chạm chập Dẫn đến tình trạng đó là kéo trở kháng Tại chân số 19 số mát Thì các bạn cứ nhấc dần con tụ Dần con tụ lên là ok Còn nếu trở kháng nó tăng lên Thì tương đương với điều kiện Đó là IO của bạn không chết Chở kháng ở đây nó tăng vọt lên cái trạng thái là 0.45 thì IO của bạn không chết, các bạn không đi nhấc IO lên làm gì cả. À, có một cách nữa để các bạn phát hiện ra đó là tụ C32 hay là bất kể một con tụ nào lỗi hay là tại một vị trí nào đang bị lỗi dẫn đến tình trạng đó là trở kháng chân số 19 đang bị giảm xuống. Các bạn à, nhìn cái máy cấp dòng này, các bạn nhìn máy cấp dòng này thì lúc này các bạn điều chỉnh cái nút này này về cái trạng thái đó là 3V cho mình. Thường đi theo máy cấp rằng nó có một hai cái sợi dây bạn nào mua máy cấp dòng thì biết nó có hai sợi dây một cái sợi dây nó màu đen thì các bạn dí vào cái lỗ giữa này sau đó các bạn kẹp cái sợi dây màu đen vào mát còn cái sợi dây màu đỏ thì các bạn hàn sẵn một cái que đo vào đó sau đó các bạn dí cái que đo đó vào chân số 19 của io tất cả cái điện áp các bạn rút ra một que dây đen các bạn kéo số mát dây đỏ các bạn dí vào chân số 19 chín của io chúng ta tạm hình dung trước đó là như sau nếu một trong các con tụ gồm C322, C320, C311 ở chỗ này. Lỗi hay là IO lỗi. Ví dụ con tụ C340 nó chết thì chỉ các bạn sờ thì chỉ thấy con tụ C340 nó lắng rát tay thôi. Còn các bạn sờ IO thì nó không thấy. Vì vậy, người ta có khái niệm đó là đốt mạch trong laptop thì sẽ phát hiện được linh kiện nào đang bị chạm chập dẫn đến tình trạng lỗi thì các bạn dễ dàng phán đoán hơn trong quá trình sửa chữa. Hình như trong cái video trở kháng mình có một cái video hướng dẫn các bạn đó là làm sao để đốt mạch trong laptop để phán đoán linh kiện lỗi rồi nhưng mà mình không đặt cái tiêu đề này nên mình không tìm được. Thì các bạn thử xem lại cái video trở kháng mình chuyển cho các bạn, có một video mình hướng dẫn các bạn là làm sao các bạn đốt mạch để các bạn phát hiện đó là linh kiện nào trên bên bị lỗi. Ví dụ như các bạn thấy ở đây nó các bạn thấy cái máy cấp dòng của bạn À, ăn ở cái trạng thái là 5A này Thì tương đương với điều kiện Cứ khi laptop ăn 5A tương đương với điều kiện là đường 19V của các bạn đang bị chạm chập Ở đây này Chỗ này các bạn trở kháng sẽ giảm về không, Trở kháng của cái Chân điện trở gánh sẽ là vô cùng Nếu nó chạ, chạm Thì đồng hồ dòng của bạn sẽ ăn 5A Và trở kháng nó sẽ giảm về không. <laughs> Lúc đó đi dò linh kiện thì nó sẽ rất mất thời gian Cách đơn giản nhất đó là vặn đồng hồ Về cái trạng thái đó là 3V 2V được, sau đó Một dây chúng ta, dây đen chúng ta chập xuống mát Dây đỏ chúng ta câu vào Cái giá trị của con điện trở gánh Điện trở gánh này thì các bạn sẽ thấy máy cấp rằng ăn lên khoảng 2A thì các bạn sờ trên bên thì thấy ví dụ như con một con tụ nào đó bị chết ví dụ như con tụ mình đang đặt chuột này bị chết thì con tụ đó sẽ lắng ra lên còn toàn bộ bên không nắng thì tương đương với điều kiện các bạn đang đốt mạch để tìm linh kiện chết cũng giống như các bạn đốt mạch để xem là một trong sáu con tụ hay là IO ở vị trí này đang bị lỗi À, về mặt lý thuyết trong quá trình sửa chữa thì thợ sẽ không bao giờ khi các bạn sửa laptop được một hai tháng thì cái lý thuyết này sẽ không đúng à, nhưng xin lỗi các bạn cái cách sửa này sẽ không đúng còn về nhưng nếu các bạn mới thì mình khuyên các bạn đừng đi sửa tắt làm gì cả việc đầu tiên là các bạn phải xác định được một chân io có điện áp là 3 v 3 trước khi các bạn kích nguồn và các bạn phải nhớ được cái khái niệm trở kháng trên bên trong quá trình các bạn sửa chữa và các bạn vui lòng là xem lại một lần nữa ba cái bài nhận dạng và điện tử cơ bản trong cái quá trình ở cái chùm video mình chuyển cho các bạn để các buổi sau chúng ta đi nhanh hơn và xem lại cái phần video các bạn à cái phần video mà mình hướng dẫn các bạn đốt mạch trong cái quá trình các bạn à mình điều chuyển để các bạn xem lại cho cái phần đó chúng ta đỡ phải học